theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Để theo dõi, bảo đảm cái sự an toàn cũng như là cái công minh trong mỗi trận thi đấu. Và ở đây chúng ta có các thành viên của bên phía team 4 Angry Men đấm nhau với cả Digital Analytics rồi. God Macro là người lấy súng rất nhanh và spot knock out được Forever, nhưng Crazy anh ấy đã đổi được hai mạng của bên phía team Digital Elite và clear luôn. Vâng, thật sự là quá gắt đến từ các thành viên của 4 Angry Men. Và đại diện tới từ Thổ Nhĩ Kỳ, Digital Analytics dừng lại đầu tiên trong game thi đấu này. Vâng, LG Divine của chúng ta đang di chuyển rất nhanh. Thôi bình tĩnh thôi LG Divine ơi, phía trước đang là các thành viên của Fury Man. Ô, hình như là minimap đang có một chút gì đó sai lệch. À đây rồi, đi qua nhau. Như vậy thì LG Divine đang đi qua giữa các đội của Fury Man cũng như là một team ở phía bên kia, đó là Đạp Nguồn Kia. Thôi chúng ta lại mất đi vị trí của JN rồi. Bây giờ thì Thiên Ba có muốn tiếp cận khu vực nhà của LG Divine không? Minh Z đang là người đi đầu. Có vẻ sẽ là tình huống công nhà sớm thôi. Còn Gen Z lúc này họ sẽ đụng độ các thành viên từ phía T1. Hai đội tuyển đến từ Hàn Quốc sẽ chạm trán với nhau. Còn ở đây LG Divine với Thiên Ba, đồ bắt đầu được trả ra rồi. Cả hai bên đều có quả nết được đồng thời trả ra. Minh Z sẽ là người công vào đầu tiên. Và Minh Z sẽ mong chờ một tiếng knock out dành cho Minh Z. Không, chính xác là Minh Z sẽ là người bị knock out thì chính xác hơn. Vâng, vị trí của Xlu xuống xe để combat với TSM. Vat và Miracu là hai người còn sống sót. Và Tien Ba đâm lên khu nhà LG Divine, nhưng chúng ta đã clear được họ rồi. Top 14 dành cho Tien Ba và vị trí thứ 13 dành cho bên phía của team TSM. Không, không phải TSM mà đó là 4 Remaker. Áp lực từ vòng xanh đang đè vào rồi. Cần phải có phương án di chuyển thật sớm, tránh hạn chế những cái tình huống để đối thủ bắn vào. Đi vai sông rồi, đi vai sông rồi, vào bò thôi, vào bò thôi. Tầm này thì chúng ta vào bò được này, nhưng quan trọng là Levis sẽ tính toán để vào bò như thế nào. Chúng ta có thể vào bò được hướng 12 giờ nha. Những chiếc xe của những người Việt Nam đang di chuyển mang rất nhiều niềm tự hào dân tộc trong tình huống xử lý này để mang về thêm cơ hội. Nhưng chúng ta đang dừng lại giữa đường và các thành viên của Oath họ đang có vị trí ở khu vực chạm điện và nó là rất cao. Sẽ hơi khó dành cho LG đi vào trong tình huống này nha. Và bây giờ thì TSM, vị trí của Phát Headshot thành công được cây le rồi. Vâng, bây giờ thì cây le sẽ là người bị knock out và chờ đợi người đồng đội của mình cứu. Có lẽ sẽ là không thành công đâu. Levit knock out được MC của bên phía team Liquid. Thêm một tình huống knock out tốt nữa dành cho thành viên của bên phía LG Divine. Ôt Bad Caps hạ gục được Toto. Chúng ta mất đi thêm một thành viên nữa rồi. Jun bắt được Relo từ phía Ôt thôi. Ôt cũng đang hơi gãy nhưng Jun cũng phải nằm xuống ngay. Đó là sút 2 kill ở đâu bắn vào. Trời ơi, có quá nhiều họng súng trong cái trận thi đấu này. Và các tuyển thủ ta cũng gặp rất nhiều sự khó khăn. Nhưng Levit bắt thành viên từ phía Ôt. Confirm kill đi Snaker. Còn với T-Solomid, Vat đã phải nằm xuống hoàn toàn. Đam quân game thiếu này gần như đang cầy kill thôi. Và Ôt dừng lại ở vị trí top thứ 11. Chúng ta đang gặp bất lợi nha với team Liquid. Với vị trí của MC, đây là một cái vị trí hoàn toàn có lợi thế dành cho team Liquid để có thể knock out được LG Divine. Có vẻ như Ibiza muốn đẩy lên để ép luôn rồi. Nào, chúng ta cần phải có một tình huống bắn tốt và đọc tham linh đến từ vị trí của Ibiza. Như vậy thì lộ ra vị trí Ibiza rồi. Ibiza yếu máu, lửa đang đốt vào cái tên Levis và cuối cùng LG Divine. Còn với team Liquid, Ibiza phải nằm xuống với Ferdy Curti. Vẫn là cái tên sút 2 kill bắn vào thôi. Cái góc đó hoàn toàn thể bắn vào được, nhưng K7 Lock Slot confirm kill mạng. KS hàng và Đam Quân Kia dừng lại vị trí top 8 mà thôi. 7 cái tên còn lại cùng với 21 tuyển thủ. Team Liquid, cái điểm tự hào cuối cùng là MC. Xe thì đang bốc cháy. Bây giờ chạy đi đâu, bây giờ mạng là dành cho ai mà thôi. Còn sút 2 kill đây họ cà khịa tương đối nhiều team rồi, nhưng cũng chỉ đem về được con số đâu đó khoảng 4 kill. Nhưng quả nết này, ôi giời ơi, nó quá chuẩn. Và đó là cái tên Pericurti. Shot to kill, Pericurti vẫn đang focus được sang bên phía của team Fighters Pro. Và bây giờ thì thêm một quả nết nữa. Nào, 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 nết này. Ôi ôi, ông Pericurti này có lẽ là bỏ súng đi và ném bom thôi cũng được. Cứ ném nết đi đâu là lại vào giữa địch ạ. Quá khó chịu từ Pericurti. Thật sự là có lẽ anh chàng này là học quân sự là toàn 10 điểm ném nết thôi. Còn nhắm bắn là có lẽ là cũng không được quá nhiều điểm đâu. Vấn đề là Santian không được phép nằm xuống. Và đây là một quả nết của Konasi. Vừa mới cứu lên tôi thì Buriram United họ đã knock out được vị trí của các thành viên bên phía team TSG thôi. Quả nết thứ hai sẽ là quả nết. Ồ, hơi non, hơi non. Tiếp tục là Yeti. Rất nhiều nết đang dã vào vị trí của TSG thì chiếc xe tạm thời đang chặn lại. Và đó là quả nết thứ ba sẽ cho Yeti. Amcia bị knock out. Konasi kết thúc được Volibear và Yeti đã confirm được Amcia rồi. Kill thứ 9 dành cho các thành viên ở Buriram United. Ta đang thấy được góc nhìn của bên phía team Shot2Kill thật sự rất vất vả để họ có thể đâm vào sâu hơn.
Blue Zone sẽ ập vào bên phía của Shot to Kill trước. Và đây là một tình huống được nhìn lại góc dưới của Pericardi. Spiro không biết rằng anh ấy sẽ xử lý như thế nào, nhưng mà Buriram có vẻ như là vị trí của Buriram sẽ là một vị trí phải ép lên góc đứng của TSG. Bây giờ thì Shot to Kill Pericardi đã có bảng thứ 5 rồi. Và với VP sẽ là khó. Sandia của TSG headshot được ESD. Chỉ là một thành viên của TSG thôi. Nhưng bây giờ thì Shot to Kill thừa nước đục thả câu. Họ đang ép sang vị trí của bên phía team Buriram United. Có vẻ như họ sẽ muốn góp phần vào để clear đi đội hình của bên phía team Thái Lan. Còn lại một mình Notra. Và như vậy thì dấu chấm hết cho Triumph Song Gaming ở top 3. Nhưng Buriram United họ cũng chỉ còn lại một người. Và khả năng không phải khả năng nữa rồi, mà đó là chắc chắn top 1 dành cho các thành viên của Shot to Kills. Họ sẽ là những người đi tiếp vào vòng chung kết của vòng Weekly Survival.